Và các bạn đang thấy ở đây là cái hạt cám chào mào nha các bác. Nhà mình đang đóng gói. Cái cám chào mào của cám chim đất Việt thì các bạn cứ sử dụng ổn định quanh năm luôn. 200.000 một kg và miễn phí ship tận nhà. Đó, như các bác đang thấy ở đây. Đây là các đơn cám và đang tiếp tục đóng gói cho anh em. Đây. Đây là quá trình đưa vào hút trên không này các bác. 1 kg mình sẽ được 4 gói. Sau khi đóng gói thành phẩm sẽ thành các gói như thế này, miễn phí ship tận nhà cho các bác luôn. Đây là các đơn cám đóng ngày hôm nay, ví dụ như là đây, một số anh em đặt đây, cám chè và mào lấy 1 kg thành các bịch như thế này. Đây, anh em chào Hải Việt Chi này. Đấy. Ngoài ra phía bên này thì cũng có một số anh em lấy cám chè, cám mi đấy. Quảng Ninh này, lấy mấy ký đây, anh em lấy mấy bịch đây các bác. Đó. Đây, mấy ký thế này này các bác. Thì toàn bộ cái sản phẩm của cám chim đất Việt thì sẽ được gửi trực tiếp tới tay anh em trên toàn quốc, không qua bất cứ một đại lý hay trung gian nào. Do vậy là các bạn yên tâm đặt gọi trực tiếp qua 2 số điện thoại này giúp mình nhé. Đó. Thì sản phẩm cám chà mào chúng ta sẽ sử dụng ăn ổn định quanh năm luôn. Các bác thấy ở đây. Một gói này sẽ là 2 lạng rưỡi này các bác. 2 lạng rưỡi nha các bác. Này, một số các anh em khác đặt này, ví dụ như anh em cám mi thành phố Hồ Chí Minh này. Hôm nay đã là mùng 1 âm lịch rồi thì các bác có thể đặt cám Tết luôn từ ngày hôm nay nhé, cho nó đến thoải mái. Vì là tầm khoảng 15 tháng 1 âm lịch là nhà mình đã bắt đầu tạm ngưng các đơn hàng cám ở các tỉnh xa. Đấy, vì năm nay do dịch Covid cũng như là do ảnh hưởng của cái đợt cận Tết là sẽ hàng nó sẽ đi rất là chậm. Do vậy là anh em cố gắng anh em đặt cám sớm giúp mình. Đấy. Các bạn có nhu cầu thì cứ gọi trực tiếp qua 2 số điện thoại các bạn đang thấy ở trên video này. Rất cảm ơn tất cả các anh em đã luôn luôn tin dùng sản phẩm của cám chim đất Việt. Thì các bạn có nhu cầu thì cứ gọi trực tiếp qua 2 số điện thoại ở đây. Mình xin nhắc lại nha, miễn phí ship tận nhà cho anh em trên toàn quốc và chỉ gửi từ 1 địa chỉ của cám chim đất Việt theo 2 số điện thoại đặt hàng thì các bạn có thể thấy ở trên video. Chào tất cả các anh em.